những video muốn xem bạn nên là bỏ bỏ thời em biểu biểu mưa đã tới hiện nay khá là cũng được prapra wifi là bỏ bỏ ổn bằng màn nè để lùi prapra wifi là bỏ bỏ ổn chứ mà đó là cứ xem prapra bỏ ổn biểu biểu block client này là block để đi chuẩn để cũng về lùi prapra wifi là bỏ ổn trong bóng phôn chơi lùi cái này chân chơi được ip để bỏ ổn và mình cứ ip để nó chỗ để thứ sao kiếm chỗ luôn mà đòi chứ ở đây cho password cứ gọi admin address cái gì đấy mà chứ mà đòi này cứ chỉ cả block nè prapra để lui prapra wifi vào một ổn chứ mong muốn chỗ được lên là được cái này chỗ được trong này DHCP nữa chỗ client list cái này chúng bóc ổn được hình lý hỡi lâu ní nhóm miền tìm nguồn 37 nhạc tập ra chúng trong block mùi cho rồi gọi trong block chúng nguồn na để bông tập ra chúng nên là bông tập lùi tập ra wifi bọc nhóm chúng khi copy mã tre hồ nghiêm mó copy matres bạn matres cho như copy matres mó cho chân tới và dùng control c mó như copy tới và dùng cho được nó wireless bộ chạy click là wireless bạn wireless và dùng cho wireless max filtering bạn này cho được lại nhé bạn có quan khơi bạn đấy hay wireless max filtering đấy từ disable cứ đặt bật và nè cứ bảo ổn cứ việc click lên đến ý the station specify by any enable entering into list to access chẳng ta ní cứ mà dân nguồn để khi mà bạn lọc cả bị môn mó disable cả bị môn mó mình chụp enable là chẳng chẳng bảo ổn có thể add check add new mó và mình nó khuyên bạn ní hay bằng phố là control v mó bằng phố thả v chỗ nó mó hay là description định nữa đó bằng phố là xe ơi các bạn này stealing chẳng tử đây là cái này bằng phố chơi rồi disable nó mó hay trích xe mó khó bằng phố khó mà address khó lúc đi chó thì mày copy cho mày tí ít thì cứ cho mà quay để nhóm ban block rủy hỡi trong block này thì copy nó computer
IP address that's type នៅក្នុងកន្លែងwireless mac filtering នេះគឺអាចប្រើប្រាស់ wifi របស់បានដែរគឺជាប់ mac address របស់វានៅក្នុងនេះហើយអញ្ចឹងគឺគេ disable ហើយគឺអាចប្រើប្រាស់បានដែរបាទអញ្ចឹងគឺប៉ណ្ណឹងគឺងាយស្រួលទេបងប្អូនអាច block ចង់ block នេះណាដែលប្រើប្រាស់ wifi របស់បងប្អូនគឺអត់មានបញ្ហាទេគឺស្រួលមែនទេអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាមានទូទៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀត